Vô. Em vẫn like subscribe cho đơn nhá. Sắp cái nút bạc, sắp cái nút bạc rồi. Đứng gì góc chó hụt vậy? Góc nó khó cho hụt lắm luôn. Hay. Sorry. Xin lỗi. Bobby ơi, về với đơ Bobby ơi. Đừng bỏ đơ đi như thế. Xong rồi đây sếp. Dễ thương vậy. Chết. Nó bớt tôi này mà nó có gần xuống nó bớt tôi. Dụ luôn, cho nó dụ luôn, biết sao giờ. Tôi dễ dụ quá. Tại sao giờ không thấy ai lên phải gửi tóc đánh là có mà. Ít thôi chứ vẫn lên mà. Ra mấy kẹo bóc này lên bóc ngon hơn. Ra mấy kẹo onin thì lên kia. Trời, sao mà khó vậy, làm được luôn hả trời. Góc đó mà cháu học được, khó. Như đây nó có tẩy. Thằng này gờ sấp dưới sấp. Gì vậy? Cái tật tham không bỏ. Xe nó sống rồi, xe ăn con xe mới chết. Trời ơi, sao đỡ tham thế. Còn gờ đó. À đúng kiểu loot em. Ui, elat rồi. Ừ. Đó. Loot này màn hình nó bị méo hay sao á. Loot này màn hình bị méo anh em ơi. Đứng kêu bời mà bị cho lé hoài. Chết rồi. Lát không? Ừ, không có lát. Wow. Mục tiêu của game này của bên team 2 là giết Slider. Cái win không nổi à. Khó chịu thiệt. Ghê bắn băng luôn rồi. Rồi hay lắm. Số tướng bị chó chân không, số tướng bị làm chậm không. Quá hay. Em win em này được đi Starbucks nha, hai ly luôn em. Sao mỗi lần nói cái gì như gần chết vậy ta. Mày này nó lừa mình hay sao, kiểu nói cho mình mất tập trung á. Cái nó cam bụi giết mình. Mày này đẹp. Mày này đẹp á. Chuyện thôi, nó kêu win game mà, mới giết mạng đòi hai ly Starbucks đâu ra vậy. Hai ly Starbucks như anh em hai xị hả. Thôi. Quýnh không có cho nó cơ hội nè. Quýnh cho nó tuyệt vọng, nó ép ép luôn mới hay. Để tôi quýnh cho tuyệt vọng luôn. Đồ quýnh mình nó không có chạm vô người đơ luôn.
lên Fargus lên bóng chúa âm muội để lấy cái nội tại này nè. Nội tại nè, mỗi trang bị huyền thoại giúp tăng 5 sát lực và 5 tốc độ di chuyển, thấy chưa? Lên chủ yếu lấy cái đó thôi. Tại cái việc đao này là nội tại nó cũng hơi cùi. Ủa, nội tại việc đao như xuyên giáp hả? Xuyên giáp với tốc độ chuyển. Dễ thương. À, còn chiều G có này nọ thì chứ không có xài cứu gì hết ta. Bung chiêu đi anh em. Tìm mình chơi game nó không có kiểu mà cứu bồ gì hết. Thôi phải lên G đã sống rồi. Áo thuật là để cục xúc xài cung xài tẩy xài đát giết mình không có spell như chết đúng rồi. Này con này nó múa nè, này nó múa điên múa khùng anh em. E nó cái nè. Nè con Phong Linh nè, tập tôi tẩy nè, tập tôi giết nó nè. Ở đây bên kia cho. Đây subscribe nhá.